Trải qua hàng nghìn năm vùi chôn dưới lòng đất, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn chứa nhiều điều bí ẩn khiến các nhà khoa học đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 246 đến 208 trước Công Nguyên. Cùng thời điểm Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế nổi tiếng tàn bạo và nghiêm khắc vẫn còn sống và trị vì đất nước Trung Hoa ngàn năm lịch sử. Tần Thủy Hoàng, tên thật là Doanh Chính, trị vì nước Tần, Trung Quốc từ năm 246 đến năm 221 trước Công Nguyên. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn có những bí ẩn mà người đời sau vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp. Chào mừng đến với những sự thật rùng rợn và kinh hoàng bên dưới lăng mộ Tần Thủy Hoàng. 1. Hé lộ bí mật đáng sợ. Theo tài liệu sử học ghi chép lại, lăng mộ Tần Thủy Hoàng xây theo hình bát quái. Với diện tích khoanh vùng xấp xỉ 9,6 triệu km2 nên việc tìm kiếm phần lăng mộ của vị vua nổi tiếng nhất Trung Quốc này không phải là một điều dễ dàng. Rất nhiều chuyên gia khảo cổ, các đội tìm kiếm chuyên nghiệp cùng các hoạt động truy tìm dấu vết, xác định địa chỉ lăng mộ thông qua các văn tự cổ gần như chỉ đi vào ngõ cụt. Bất ngờ vào năm 1974, một số nông dân đang đào giếng gần Tây An đã vô cùng kinh ngạc với phát hiện của mình. Lần lượt 1, 2 rồi đến hàng ngàn tượng binh sĩ bằng đất với kích thước như người thật dần lộ ra sau lớp đất sâu hàng chục mét gần một quả đồi nằm phía bắc núi Ly Sơn, cách Tây An 50 km về phía đông. Hai, cấu trúc lăng mộ. Bên trên lăng mộ được bao bọc bởi một lớp đất nổi cao 76 m, từ nam đến bắc dài 350 m, từ tây sang đông rộng 354 m. Người ta vẫn cho rằng đây thực chất là một ngôi mộ khổng lồ, là ngọn đồi nhân tạo được đắp lên bằng bàn tay con người để che đi phần lăng mộ chính bên trong. Trên mặt đất xung quanh lăng còn có hai lớp tường thành, diện tích thành bên ngoài là 2 km2, có cửa. Giữa hai lớp thành có các giác lâu, cung tẩm, chùa chiền, nhà ở mà phần lớn đã bị phá hủy hay hư hỏng khiến người ta không thể hình dung ra một lăng mộ đang giấu mình bên trong ngọn đồi kia. Một phần bên trong ngọn đồi nơi người dân Tây An khi đào giếng đã vô tình phát hiện ra số lượng tượng binh sĩ bằng đất nung khổng lồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, giới khảo cổ đã lập tức tiến hành khai quật và nghiên cứu. Bên dưới mặt đất là địa cung hình chữ nhật, dài 460 m từ nam sang bắc, rộng 392 m từ tây sang đông, bốn phía có tường bao bọc. Các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể lý giải bằng cách nào và ước lượng số lượng nhân công lớn tới mức nào để có thể xây dựng địa cung có tổng diện tích lên tới 18.000 m2. Bộ sử ký của sử gia thời Tây Hán Tư Mãn Thiên thuật lại việc xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng như sau: khi Thủy Hoàng mới lên ngôi đã sai đào núi Ly Sơn. Đến khi thôn tính được thiên hạ, thì rời 70 vạn người trong thiên hạ đến xây lăng mộ, đào 3 con suối ở dưới đổ đồng nung. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được đặt ở núi Ly Sơn, được cho là nơi trung tâm trời đất theo quan niệm của người xưa. Chuyên gia khảo cổ Christine Romay trên đài NBC News cho biết, cho đến nay vẫn chưa có công nghệ nào trên thế giới có thể xâm nhập và khám phá phía bên trong. Phần lõi của lăng mộ này, ngôi mộ chôn vùi bí mật kinh hoàng và những tiếng thét ai oán. Quần thể lăng mộ rộng tới 50 km2 và được cho là lớn nhất trên thế giới, rộng gần 200 lần so với thung lũng các vị vua ở Ai Cập. Các nhà khảo cổ tin rằng công trình khổng lồ này vẫn chưa được hoàn thành dù quy mô của nó khi phát hiện là rất lớn. 3. Hàng ngàn người chôn vùi cùng ngôi mộ. Trong quá trình nghiên cứu sử sách cũng như qua lời truyền miệng của người dân vùng Tây An thì ngoài địa cung, tức gần khu vực có lớp đất bao bọc bên trên, phát hiện thấy 300 đường hầm bồi táng, có nghĩa là đất lấp lên cùng với xác người và trên 5 vạn cổ vật quan trọng. Bộ sử ký của Tư Mã Thiên còn mô tả cách vị vua Tần bảo lưu bí mật về cách thức và vị trí đặt lăng mộ. Lại sai thợ làm máy bán tên, hễ có ai đào đến gần thì bán ra. Ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý, lấy dầu cá nhân ngư để thắp đuốc, chủ tính thế nào để cháy mãi mãi. Văn tự viết rằng sau khi chôn cất hoàng đế xong, nhưng người thợ làm máy và cất giấu đều biết chỗ cất giấu thế nào, họ cũng tiết lộ rất lớn. Cho nên khi cất giấu xong,
thì con trai Tần Thủy Hoàng là Tần Nhị Thế vâng lời cha, đã sai quân lính đóng đường hầm đi đến huyệt và cửa ngoài hầm để những người thợ mãi mãi ở lại trông coi nơi này, rồi sai trồng cây, trồng cỏ lên trên ngụy trang thành ngọn đồi như ngày nay. Hầu hết thợ xây và những người liên quan đến thiết kế của công trình nằm trong số hơn 70 vạn người đến đây đều đã bị giết hại. Bốn, đội quân Đất Nung. Xung quanh lăng của Tần Thủy Hoàng là hàng ngũ đội quân hàng nghìn người sống động như thật, canh giữ hơn 2.000 năm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Khi đội khảo cổ học khai quật đội quân Đất Nung thì điều khiến cho tất cả mọi người kinh hoàng đó là cảnh tượng đáng kinh ngạc đập vào mắt. Đó là một đội quân hùng hậu khoảng 8.000 bức tượng cùng với nhiều cổ vật quý giá. Và kỳ lạ hơn cả là mỗi bức tượng đều có một khuôn mặt riêng biệt khác nhau, xếp thẳng hàng nghiêm trang. Những binh sĩ Đất Nung được chôn cất để canh giữ giấc ngủ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Kể từ lần đầu phát hiện vào năm 1974, các nhà khảo cổ, nhiều nghệ nhân đã sử dụng không ít công nghệ và kỹ thuật mới nhất để góp phần mang đến quân Đất Nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng ra ánh sáng sau hơn 2.000 năm chìm dưới lòng đất. Theo các nhà nghiên cứu, khuôn mặt của binh sĩ Đất Nung được chế tác từ một trong số vài chục khuôn mẫu. Sau đó, những người thợ cổ đại đã điểm thêm các chi tiết về kiểu tóc, tai, lông mày, ria mép và râu. Nhưng kỳ lạ là dường như không có khuôn mặt nào giống nhau cả, rất đa dạng và đây giống như một đội quân thực sự. 5. Màu sắc của những bức tượng Nung. Qua quá trình khai quật hơn 40 năm, các chuyên gia đã tìm thấy hơn 8.000 bức tượng binh sĩ Đất Nung chẳng ai giống ai và nhiều hiện vật quý giá. Không đơn thuần chỉ là những bức tượng Đất Nung thông thường, đội quân hùng hậu và dàn ngựa chiến trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng trông sống động đến mức đáng kinh ngạc nhờ có nghệ thuật chế tác màu sắc xuất sắc của các nghệ nhân thời cổ đại như màu đỏ, xanh, tím và vàng. Khi các cuộc khai quật tiến gần hơn tới gò đất trung tâm của lăng mộ, các nhà khảo cổ hy vọng sẽ có thể tiết lộ thêm nhiều dấu hiệu bất thường về đội quân Đất Nung. Đáng tiếc là hầu hết các màu sắc đặc biệt này không được tồn tại dưới sức mạnh tàn phá của thời gian cũng như việc tiếp xúc với không khí trong quá trình khai quật khiến chúng bị bong chóc và nứt vỡ. Những cuộc khai quật trước đây, các nhà khảo cổ thường chỉ được nhìn vào màu sắc bóng bẩy tuyệt đẹp của những bức tượng chiến binh trước khi lớp vỏ mỏng manh này bị không khí khô nóng ở Tây An phá hủy. Một nghiên cứu cho thấy, chỉ cần đưa những bức tượng Đất Nung ra ngoài không khí, lớp sơn với màu sắc ấn tượng sẽ bắt đầu co lại sau 15 giây và chóc ra, nát vụn chỉ trong 4 phút. Dấu tích trên cổ vật hàng nghìn năm bị phá hủy trong thời gian ngắn ngủi chỉ tương đương thời gian để luộc một quả trứng. 6. Những người xây dựng lăng mộ. Để tạo nên một lăng mộ độc nhất vô nhị trên thế giới, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã huy động rất nhiều người tham gia xây dựng và chế tác. Nhiều người đã mất mạng trong quá trình xây dựng lăng mộ để đời của Tần Vương. Số khác thì được cho là bị chôn sống hoặc giết hại để bảo vệ bí mật vị trí của ngôi mộ và những kho báu khổng lồ được bồi táng bên trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Những người thợ và nghệ nhân tham gia chế tác các bức tượng binh sĩ Đất Nung và nhiều đồ vật tinh xảo cũng chịu chung kết cục bi thảm để bảo vệ tuyệt đối cho nơi yên nghỉ của vị hoàng đế nổi tiếng. Trên thực tế, hơn 2.000 năm sau, khi Hoàng đế Tần Thủy Hoàng ra đi, giới nghiên cứu khảo cổ và các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy rất nhiều bí ẩn trong lăng mộ này. 7. Bí ẩn đội quân Đất Nung. Dù tay chân giống nhau, nhưng khuôn mặt của họ thì đều mang những nét riêng biệt, không trùng lặp. Hơn nữa, màu sơn, vẻ mặt và dáng đứng địa bộ oai hùng trông rất sống động, y như một đội quân thật. Điều này có thể thấy trình độ và khả năng chế tác tuyệt vời của những nghệ nhân bậc thầy thời cổ đại. Đội quân Đất Nung được đặt trong 3 hầm mộ. Cho đến nay, dù chưa biết nguyên do chính xác tại sao, Tần Thủy Hoàng lại muốn đem cả đội quân Đất Nung khổng lồ xuống lăng mộ của mình, nhưng có thể là để họ bảo vệ hoàng đế sang thế giới bên kia. 8. Vũ khí của đội quân Đất Nung. Trong quá trình khai quật những hố chôn khổng lồ trong lăng mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thấy khoảng 40.000 vũ khí bằng đồng, bao gồm nhiều cung tên, nỏ, giáo. Tuy nhiên, điều khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ đó là những vũ khí này là đồ thật, có sức sát thương lớn và gần như nguyên vẹn dù đã ngủ yên hơn 2.000 năm trong lăng mộ. Điều này cho thấy trình độ bậc thầy của những nghệ nhân chế tác và ngành luyện kim bí ẩn của Trung Quốc thời cổ đại.
9. Đội quân đất Nung có sự giao thoa văn hóa từ Hy Lạp cổ đại. Vào tháng 10 năm 2016, một nhóm chuyên gia đã phát hiện thấy bằng chứng bất ngờ chấn động giới khảo cổ thế giới về nguồn gốc của quân đội đất Nung. Theo đó, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng kiệt tác để đời của hoàng đế bí ẩn bậc nhất Trung Hoa, hóa ra đó là sự giao thoa, ảnh hưởng từ nghệ thuật văn hóa của Hy Lạp. Minh chứng là tìm thấy dấu vết ADN của người phương Tây trong khu vực Long Mộ nổi tiếng. Không chỉ riêng đội quân đất Nung, vẫn còn rất nhiều thứ kỳ bí trong Long Mộ Tần Thủy Hoàng, đặc biệt là khu vực đặt hài cốt của hoàng đế giống như một ngọn đồi chưa ai có thể chạm tới mà các nhà khoa học, khảo cổ và sử học khao khát tìm kiếm và giải mã. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Khám Phá TV. Hãy cho chúng tôi biết bạn đang quan tâm điều gì nhất bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy video hay và bổ ích, hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên subscribe để xem miễn phí những video của channel Khám Phá TV mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.